Vòng một của chị Yến to hơn chị Hồng đấy. Đây là nó hàng to hơn. Không phải, mà do cái áo thôi. Ừ, do cái áo cho nên là lá, còn đây là nó xui không. Chị Yến thì vòng một to hơn nhưng mà Hồng thì to lên, to luôn hơn. Chị Yến bằng cái lá đà, chị Hồng bằng cái bà là Liên Xô. Thật mà. Thì xem nào, lặn lâu hơn nhá. Không biết lặn đâu. Không, bây giờ phải thi xem ai thổi lâu hơn chứ, cần phải thi lặn lâu hơn chứ, chị chả quê. À, hay bây giờ em ngồi đây cho hai chị tranh nhau thổi đi. Hả? Bơi đi. Chị bơi đi, chị chồng bông đi, chị bơi đi. Nào, bông đẹp chồng bông đi, bơi cho nào. Chồng cái bông lên. Chồng bông lên, nào, nào. Ui, trời. Kẹo của em Yến rất ok, hai hiệp chưa muốn dừng. Nhưng mà bạn gái anh bắt lần nào cũng phải dùng thì có sao không em ơi? Không nên anh ạ, đã gọi là kẹo đổi gió thì lâu lâu thi thoảng mình mới dùng thôi. Cũng giống như việc mình ăn sơn hào hải vị, nếu thi thoảng ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái vị ngon, còn nếu ngày nào cũng ăn thì sẽ rất là nhanh ngán. Còn những anh em nào mà muốn lâu lâu trải nghiệm đổi gió một lần thì cứ inbox hoặc để lại số Zalo, em Yến sẽ hướng dẫn chi tiết cho mình nhá.